Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hằng ngày lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về tính tổng dãy số mũ, mũ hay còn gọi là lũy thừa đó các bạn. Lũy thừa. Cái các bạn nhân vào cái câu ở dưới S bằng 4 mũ 1. Đây đọc là 4 mũ 1, 4 mũ 2, 4 mũ 3, 4 mũ 10, kỳ 4. Ví dụ nha, 4 mũ 1, 4 mũ 2, kỳ 4 người ta gọi là cơ số. 2 người ta gọi là mũ hay gọi là lũy thừa. Đọc là 4 mũ 2 hay là 4 lũy thừa 2 hay là 4 bình phương. Bình phương chính là mũ 2. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ để giải quyết những cái bài toán liên quan về tổng dãy số mũ thì các bạn nhìn vào cơ số của nó thì các bạn thấy liên tưởng gì ạ? 4 mũ 1, 4 mũ 2, 4 mũ 3 nó đều theo thứ tự. Được chưa? Số phía sau hơn số phía trước 4. Nè, đây 4 mũ 1 thì các bạn nhân 4 lên nữa lại là 4 mũ 2 không ạ? 4 mũ 2 nhân thêm 4 nữa có phải là 4 mũ 3 không ạ? Ok chưa ạ? Rồi, để mình viết ra luôn để cho các bạn thấy. 4 mũ 1 nhân cho 4 thì 4 chính là 4 mũ 1. Thì đây gọi là phép nhân 2 lũy thừa cùng cơ số thì ta lấy mũ cộng 1 cộng 1 bằng 2. Đó, được chưa? Rồi, thì các bạn thấy rằng số sau hơn số trước 4 lần. Vậy các bạn hãy nhân 4 hai vế. Vế trái, bên trái gọi là vế trái, bên phải gọi là vế phải, dấu bằng. Được chưa? Rồi, bắt đầu nhân 4 hai vế này, nhân 4 hai vế bằng 4 nhân. Viết lại toàn bộ cái này. 4 mũ 1, 4 mũ 2, cộng 4 mũ 3, cộng chấm chấm chấm, cộng 4 mũ 100. Ok chưa ạ? Bước tiếp theo các bạn phân phối vế phải, các bạn phân phối vào phía trái, các bạn viết lại. Phân phối vào thì 4 nhân 4 mũ 1, cộng 4 nhân 4 mũ 2, cộng 4 nhân 4 mũ 3, cộng chấm chấm chấm, cộng 4 nhân 4 mũ 1, 100. 4 chính là 4 mũ 1, mũ 1, mũ 1, mũ 1. Rồi, đây là phép nhân 2 lũy thừa cùng cơ số, ta lấy mũ cộng là 4 mũ 2. Bên với trái các bạn viết lại giúp mình. Đây 4 mũ 3, đây 4 mũ 4, đây chấm 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 cộng đến 4 mũ 101. Được chưa? Thì ở đây mình sẽ viết lại là một lần nữa để cho các bạn thấy. Viết là một lần nữa nè. Mình viết lại nè, 4 mũ 2 cộng 4 mũ 3 cộng 4 mũ 4 cộng chấm 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 cộng. Khi để tới 4 mũ 101 thì các bạn có phải có 4 mũ 100 cộng 4 mũ 101. Được chưa? Rồi, các bạn quan sát từ đây tới đây. Đó, từ đây tới đây nè. Với cái đề thì các bạn thấy điều gì ạ? Thiếu gì ạ? Thiếu 4 mũ, thiếu 4 mũ mũ 1. Ok chưa? Vậy các bạn hãy cộng 2 vế với 4 mũ 1. Cộng 2 vế với 4 mũ 1 thì 4 nhân x nè cộng 4 mũ 1 bằng cộng nè 4 mũ 1 cộng. Rồi các bạn viết lại trang. Viết lại trang 4 mũ 2 cộng 4 mũ 3 cộng 4 mũ 4 cộng chấm chấm cộng 4 mũ 100 cộng 4 mũ 101. Được chưa? Và các bạn thấy điều gì ạ? Từ đây tới đây chính là cái đề đó. Cái đề của mình là chữ gì ạ? Chữ S nè. Vậy ở đây mình thay bằng chữ S. Vậy mình sẽ có là 4 nhân x cộng 4 mũ 1 là 4 luôn bằng S cộng 4 mũ 101. Được chưa ạ? Rồi, chuyển cái S này qua đây. 4S mà chuyển với thì 4 nhân S nè trừ S nè. Rồi, chuyển số 4 này qua đây. Vậy là mình viết hình này trước nha. Bằng 4 mũ 101 trừ 4. 4 hàng S trừ đi 1 hàng S còn lại 3 hàng S. Vậy là 4 mũ 101 trừ 4. Rồi, nhân này chuyển qua hàng chia thì S bằng 4 mũ 101 trừ 4 chia 3. Ok chưa? Đây là kết quả cuối cùng của bài toán trên. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.